này thiện hiện các đại Bồ Tát thường nên tinh tấn tu hành sự nghiệp của mình, nhàm chán xa lìa sanh tử, chẳng đắm ba cõi đối với kẻ ác tặc chiêng đổ la kia, nên thường phát tâm từ bi hỷ xả nên nghĩ thế này. Ta chẳng nên sanh khởi tội lỗi như ác nhân kia đã sanh khởi. Nếu khi thất niệm tạm khởi như kẻ kia, thì kịp thời biết ngay khiến mau trừ diệt này thiện hiện chư đại bồ tát muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột nên hiểu biết rõ ràng ma sự như vậy nên siêng tinh tấn xa lìa trừ diệt như tội lỗi mà bồ tát kia đã khởi lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát ý muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột tăng trưởng thì nên thường thân cận cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen thiện hữu tốt nhất khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch phật Bạch Thế Tôn những ai được gọi là thiện hữu tốt nhất của các đại Bồ Tát. Phật dạy này thiện hiện tất cả như lai like, ứng tránh đẳng giác là thiện hữu tốt nhất của đại bồ tát tất cả đại bồ tát cũng là thiện hữu tốt nhất của đại bồ tát có các thanh văn và thiện sĩ khác có khả năng vì chúng đại bồ tát mà tuyên thuyết khai thị phân biệt làm rõ pháp tương ưng bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa khiến cho dễ hiểu nên biết cũng là thiện hữu tốt nhất của đại bồ tát này thiện hiện nên biết bố thí ba la mật đa là thiện hữu tốt nhất của đại bồ tát tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng là thiện hữu tốt nhất của đại bồ tát này thiện hiện nên biết bốn niệm trụ là thiện hữu tốt nhất của đại bồ tát bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo cũng là thiện hữu tốt nhất của đại bồ tát này thiện hiện nên biết bốn tịnh lự là thiện hữu tốt nhất của đại bồ tát bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng là thiện hữu tốt nhất của đại bồ tát